Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Outlander. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Mitsubishi Outlander nó có hai phiên bản. Thứ nhất là phiên bản 2.0 và phiên bản 2.5. Trước những năm 2019 thì là Mitsubishi đã nhập khẩu về Việt Nam mình, nhưng bắt đầu từ năm 2019 thì là Mitsubishi đã bắt đầu chuyển sang lắp ráp những chiếc xe này tại Việt Nam và bán ra trên thị trường Việt Nam mình luôn đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì quý vị và các bạn đang xem trên màn ảnh đấy ạ, tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn về một chiếc xe Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 và là cái phiên bản đủ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam luôn ạ. Đấy, chiếc xe được sản xuất cuối năm 2019, đăng ký năm 2019, đăng ký biển Hà Nội. Và chiếc xe mới lăn bánh được hơn 5 vạn km quý vị các bạn nhé. Hơn 5 vạn này là chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn đấy ạ. Đấy, chúng tôi cam kết luôn về cái đồng hồ này. Nhìn về cái mặt đằng trước này, mặt ca lăng đằng trước này thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Chiếc xe đã được trang bị đèn pha bi xenon và rửa đèn pha, đèn gầm đầy đủ cả rồi. Và cảm biến trước đấy, rất là nhiều option nhá. Đèn pha, cặp đèn pha rất là đẹp luôn này. Đèn pha là đèn pha đôi đấy, cặp đèn pha đôi rất là đẹp. Và xung quanh cái đèn này đã có đèn LED ban ngày đấy quý vị bạn nhé. Nếu như nổ máy lên là đã đèn LED nó sẽ bắt đầu sáng đấy. Cứ nổ máy lên là đèn LED sáng. Thời tiết hôm nay nó cũng bắt đầu nắng nắng rồi, cho nên là tôi cũng không bật điện lên nữa, vì bật điện lên nhìn cũng không được rõ đâu. Và cảm biến lùi này. À xin lỗi quý vị bạn, đây là cảm biến trước này, rửa đèn pha này, đấy, full đầy đủ hết cả đồ rồi. Đây là cái phiên bản đủ, cho nên là đã được trang bị đầy đủ từ khóa thông minh, đề nổ start top, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương, ghế da, ghế chỉnh điện. Đấy, nhìn về cái phần bên ngoài thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Hôm nay thì thời tiết nó không ủng hộ, là tôi vừa mới đem chiếc xe này ra để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn thì trời lại bắt đầu mưa, cho nên là chiếc xe này nó lại bắt đầu bẩn mất rồi. Tôi cũng đã rửa sạch sẽ đem ra đây để quay cho quý vị và các bạn, nhưng mà vừa mới đem ra đến đây thì trời nó lại mưa, cho nên là nó lại bẩn mất chiếc xe rồi. Nhưng mà không sao, tôi vẫn quay giới thiệu cho quý vị và các bạn. Bẩn nó cũng chỉ là bẩn ở cái phần bên vỏ bên ngoài thôi, chứ về cái phần nội thất các thứ thì đều rất là đẹp. Đấy, rất là mới quý vị bạn nhé. Nhìn về cái phần bên ngoài, tức là cái ngoại thất bên ngoài thì nó cũng không xước sát nhiều đâu quý vị bạn ạ. Nước sát, xước sát rất là ít thì chúng tôi cũng đã đánh bóng đi rồi, cho nên nó rất là đẹp. Bây giờ nhìn về bên ngoài thì rất là đẹp quý vị và các bạn. Mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi, không phải làm bất cứ một cái việc gì cả. Đấy, nhìn về cái phần ba đờ sốc sau này thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, đây là cái camera lùi này. Bên dưới là cảm biến lùi, đầy đủ hết cả rồi. Và cái cụm đèn hậu này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, chứ nó còn nguyên bản ạ, chưa có xước sát. Đấy, chưa có xước sát hay là chưa có nứt vỡ gì cả. Rất là đẹp, nhìn về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 5 vạn km thôi, cho nên nó còn chuẩn luôn cả dàn lốp. Dàn lốp còn nguyên bản theo xe quý vị bạn này. Đây là cái tôi quay chi tiết nhé, từ cái dàn lốp này. Đây là cái lốp trước này. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và cái lốp cũng là 2019 luôn quý bạn nhé. Đét lốp là 2019 đấy ạ. Cả một dàn lốp này, tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem này. Đấy, đét lốp là 2019 luôn. Và la răng thì chưa có xước sát gì cả. Đấy, chủ xe này đi rất là giữ gìn nhé. Tại vì là cái la răng thường thì chúng ta xước sát chúng ta có thể sơn, nhưng đây là la răng mặt phay, cho nên là nó còn nguyên đấy ạ. Chưa có bị xước sát gì đâu. Đây là cái lốp sau bên lái luôn, quý vị và bạn thấy đấy. La răng thì rất là đẹp này, chưa có một vết xước nào trên la răng này nhá. Chủ xe đi phải nói là cũng tay lái tốt đấy, cho nên là nó không bị xước sát gì cả. Lốp thì 2019 này, cả dàn lốp này còn nguyên luôn đấy ạ. Cả 5 lốp xe là còn nguyên luôn 2019 ạ. Đấy, đây quý vị và bạn xem này. Cả dàn lốp là 2019 luôn đấy nhá. La răng thì chưa có xước sát nào cả, chưa cái la răng nào xước cả. Đấy, rất là đẹp. Nhìn về cái phần tổng thể, về cái bên
ngoại thất thì rất là tuyệt vời rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên là chúng tôi mời quý vị các bạn mở cái cánh cửa bên lái này ra. Chiếc xe được trang bị khóa thông minh, đề nổ start top, cho nên là hai cửa trước này được là bấm tay mở cửa này. Chúng ta sẽ mở cái cánh cửa bên lái này ra và tìm hiểu từ cái cánh cửa bên lái này. Đầu tiên là vẫn là cái phần keo chỉ mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị các bạn này. Keo chỉ còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả thì nó còn nguyên bản hết ạ. Nếu như đã xảy ra đâm đụng hay là va chạm phải có sự can thiệp tác động vào thì nó sẽ bị mất keo quý vị bạn nhé. Đấy là cái kinh nghiệm để đi mua xe cũ mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị các bạn. Và cái ốc bản lề, ốc bản lề nó cũng còn nguyên bản hết đây quý vị bạn nhé, chưa có phải tháo cái ốc bản lề này ra, tức là chưa có tác động của con người vào đây thì là nó còn nguyên bản, mà chưa bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả thì là nó sẽ chưa phải tác động vào đây. Đấy. Và cái táp bi cửa thì rất là đẹp đây quý vị các bạn ạ, còn rất là mới. Hơn nữa là cái thiết kế của Mitsubishi cho chiếc Outlander này là kết hợp giữa phần nhựa này, vân gỗ này, phần da này. Đấy. Rất là đẹp, rất là hài hòa, rất là sang trọng. Đấy. Và đây là cái phần nội thất của chiếc xe đây quý vị bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị nội thất da cao cấp nguyên bản này. Nội thất da nguyên bản này và ghế lái chỉnh điện. Ghế lái chỉnh điện luôn quý vị các bạn nhé. Đấy. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển này, từ điện thoại rảnh tay này, volume này, mode chỉnh cái đầu kia. Đây là cái bộ phận mà chỉnh cái đầu bên kia. Còn bên này là cruise control nhé. Cruise control để chạy đường ga, kiểm soát hành trình ga tự động đấy ạ. Đây, sang số thể thao trên vô lăng. Cái phần sang số thể thao trên vô lăng này thì quý vị và các bạn phải chạy đường đèo hay phải đổ đèo đấy thì chúng ta lúc đấy mới phải dùng đến những cái số này. Rất là thích ạ. Phải nói là rất là mới, rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái cánh cửa phía sau bên lái luôn nhé. Đầu tiên vẫn là cái phần keo chỉ này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả thì keo chỉ này nó còn nguyên bản là cái điều đương nhiên. Đấy, táp bi thì rất là đẹp này. Rất sạch sẽ và đẹp đẽ. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Đấy. Mấy hôm vừa rồi mưa cho nên nó mua về là tôi không quay được cho nên đem đi cho anh em nó dọn trước rồi. Đấy. Ốc bản lề này. Ốc bản lề còn nguyên bản này. Đấy. Nội thất rất là mới này. Cái hàng ghế thứ ba, tức là cái hàng ghế giữa đấy ạ. Hàng ghế giữa này cũng ít người ngồi cơ, chứ đừng nói đến hàng ghế thứ ba. Đấy, cái da còn rất là mới, rất là đẹp. Gần như không có người ngồi đằng sau này cả. Cái anh chủ xe này là thường là hay chạy có một mình thôi, cho nên là cái hàng ghế này nhà có hai xe cho nên là chạy thường chạy một mình, vợ một xe, chồng một xe, cho nên là anh ấy hay chạy một mình. Thi thoảng có đổi xe cho nhau, vợ đi xe của chồng, chồng đi xe của vợ, chứ ít khi đi cùng nhau. Lúc nào chiếc xe này cũng chỉ có một người chạy thôi ạ. Đấy. Hàng ghế sau cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa. Rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần option của chiếc xe nhé. Đầu tiên là tôi cứ bật điện lên cho quý vị và các bạn cùng xem cái đã này. Điều hòa nhỏ bớt này. Cái đồng hồ công tơ mét đây quý vị các bạn nhé, chúng tôi cam kết là chạy hơn 5 vạn chuẩn, 5 vạn 6 chuẩn và full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn đấy ạ. Chiếc xe này là chúng tôi biết rõ về nguồn gốc cho nên chúng tôi sẽ cam kết cho quý vị và các bạn về cái đồng hồ này là chuẩn luôn đấy ạ. Đấy, đồng hồ chuẩn này, vô lăng nguyên bản này, cần số cũng còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn đấy, rất là đẹp. Và xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đề nổ start top này, điều hòa tự động này, màn hình giải trí đa phương tiện này này, tích hợp camera lùi đấy, nghe nhạc giải trí hết rồi. Và chủ xe cũng đã lắp lên cái camera hành trình đấy, đây là cái camera hành trình đây quý vị bạn nhé, mà chủ xe lắp thêm này. Đây là cái phần cửa nóc này đấy, cửa nóc này tôi sẽ mở cái cửa nóc ra cho quý vị và bạn cùng xem nhé. Đấy, cũng auto một chạm là mở được cái cửa nóc này ra này. Đấy, sau đó tôi lại đóng lại này. Đấy, cửa nóc auto một chạm rồi. Đấy, thời tiết hôm nay mát, mở ra thì rất là đẹp. Đấy, thời tiết hôm nay thì cực kỳ mát mẻ, nếu như chúng ta chạy có thể mở cái cửa nóc ra thì nó rất là thoáng xe. Đấy, và lấy không khí trong lành từ ngoài trời vào. Đấy, chiếc xe thì rất là đẹp này, kết hợp từ những cái phần ốp gỗ này, ốp vân gỗ này, rất là đẹp và sang trọng nhé.
Sau đây thì tôi lại tiếp tục tắt cái điện này đi và sẽ ra giới thiệu hết cho quý vị và các bạn lần lượt từ những cái tiểu tiết nhỏ nhất để cho quý vị và các bạn có nhu cầu mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn được xem rõ hơn, đánh giá được cái chất lượng nó dễ hơn ạ. Đấy, đây là cái phần cốp sau nhé, cốp sau cũng là cốp điện rồi quý vị và các bạn nhé này. Cốp sau là cốp điện rồi nhưng mà phải bấm chìa khóa. Đấy. Chìa khóa tôi đang để trên kia, chìa khóa bấm chìa khóa mở cốp cơ. Đấy, phần trần đằng sau đây quý vị các bạn thấy này, trần rất là mới này, rất là đẹp này. Đấy. Những chiếc xe ở cái phiên bản 7 chỗ ngồi thì là chiếc Outlander này nó khác với những chiếc xe khác như Innova hoặc Fortuner. Innova hoặc Fortuner thì là cái phần gấp ghế này là gấp ngang sang lên đây, gấp ngang sang bên này, cho nên là nó vẫn chiếm cái diện tích chật ở trong cái hàng này. Nhưng chiếc xe Outlander này nếu như chúng ta không sử dụng hết là 7 người ngồi, tức là không sử dụng hàng ghế thứ ba này, chúng ta gập lại úp xuống như thế này, rất là gọn, để lại cái khoang hành lý chở đồ rất là rộng rãi. Đấy, đây là cái phần này, khoang hành lý phía sau nhé. Và cái phần trần rất là đẹp, rất là mới từ những cái phần nhựa này. Và đây là cái phần ốc bản lề cánh cửa phía sau này, ốc bản lề cánh cửa phía sau này, keo chỉ này. Đấy, từ ốc bản lề đến keo chỉ của cái cánh cửa phía sau này nó còn nguyên bản hết quý vị các bạn ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau. Đấy, còn nguyên bản hết luôn đấy, còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây này. Những cái này là những keo chỉ của nhà sản xuất đây nhá. Nếu như đâm đụng hay va chạm gì chúng ta làm lại là không bao giờ làm lại được cái keo này như là nguyên bản nhá. Đấy, keo chỉ hai bên này còn nguyên hết đây quý vị các bạn ạ. Ốc ác là còn nguyên hết, chưa có phải tháo cái ốc nó ra. Rất là đẹp rồi. Và cái phần cực kỳ quan trọng đó là cái phần mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất công bố đây quý vị các bạn ạ. Rất là hấp dẫn. Không biết là tôi quay như này thì quý vị và các bạn có nhìn rõ không? Như đây, quý vị và các bạn này, chỉ có 7,2 lít cho 100km đường kết hợp, tức là trung bình đấy ạ. Còn nếu như chạy ở trong phố thì chỉ có 9,7 lít cho 100km chạy đường phố thôi. Còn nếu như chạy ở ngoài đô thị chỉ có 5,8 lít. Đấy, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu quý vị và các bạn nhé. Đấy, phải nói là quá tuyệt vời. Động cơ 2.0 mà lại tiết kiệm nhiên liệu như thế vậy thì còn gì bằng. Tiêu chí của người Việt Nam mình đi mua là hay đặt ra là phải tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ quý vị và các bạn nhé. Táp bi cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết này. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả thì keo chỉ nó còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản và ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn này. Đấy, ốc bản lề nguyên bản này. Rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đẹp từ những cái trần này, sạch sẽ đẹp đẽ. Cơ bản là chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ rồi quý vị bạn ạ. Hôm trước mua về thì thời tiết nó lại cứ mưa, không đem ra quay được, cho nên là tranh thủ cái lúc mà trời mưa chưa quay, tôi cho anh em dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Hôm nay đem ra đây quay thì cũng vừa mới gặp mưa xong, vừa mới đem ra để được xe xuống cái là bắt đầu bấm máy thì trời lại mưa. Đây là cái táp bi cửa trước bên phụ đây quý vị bạn nhé. Keo chỉ này cũng còn nguyên bản luôn này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn này. Đấy, ốc bản lề còn nguyên, chưa cái ốc nào tháo ra cả, còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây này. Đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất, đẹp tổng thể, nói chung là đẹp đều, rất là đều xe. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam mình luôn. Đấy. Và sản xuất cuối năm 2019 quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần động cơ của chiếc xe này, xem nó có đẹp hay không, còn nguyên bản hay không, đã đâm đụng gì chưa, đã va chạm gì chưa, đã thay cái gì rồi. Thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đầu tiên là xem về cái phần ốc cabo đã này. Ốc cabo này đến keo chỉ cabo này. Đấy, tôi phải quay chi tiết từ bên ngoài cho đến bên trong để cho quý vị và các bạn thấy được là cái keo chỉ cabo này. Đấy, đây là cái phần keo chỉ cabo nhé. Keo chỉ cabo này cho đến ốc cabo này. À, còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ cabo nguyên bản, ốc cabo cũng còn nguyên bản và còn rất mới, rất đẹp như thế này.
Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, còn nguyên, còn rất đẹp. Đấy, sau đó thì tôi sẽ mời quý vị các bạn xem từ những cái phần này, ốc giảm xóc này, cho đến ốc xương đầu của xe này. Đấy. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp như thế này đấy quý vị các bạn ạ. Còn nguyên bản hết, chưa có tháo ra một con ốc nào trong xe này. Chiếc xe này đã đầy đủ bảo hành, đầy đủ lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn quý vị các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì có thể yên tâm ạ. Đây là cái ốc chân máy này, ốc chân máy này, rồi đến ốc mặt máy này. Đấy, còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có một con ốc nào tháo ra cả. Đấy, rất là mới, rất là đẹp rồi. Quý vị và các bạn có thể yên tâm, nếu như chưa yên tâm thì chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn. Thứ nhất là chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ. Đấy, chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị các bạn. Nếu như sai, quý vị các bạn có thể trả lại xe và nhận lại tiền về. Đấy, chúng tôi cam kết ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Mitsubishi Outlander 2019 2.0 7 chỗ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 820 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Bán với giá là 820 triệu đồng cho một chiếc xe Mitsubishi Outlander 2019 bản full này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.